Tôi là Dusty Crown. Tôi là người bắt chăn giỏi nhất thế giới. Trong 10 năm qua, số lượng chăn đã tăng gấp 3 lần. Chúng ta phải kiểm soát chuyện này. Các loài xâm lấn có ở khắp mọi nơi. Loài chăn không có thiên địch. Chúng tôi đang ở tuyến đầu của trận chiến này. Giữ chặt lấy. Nó cuốn chặt tôi rồi. Vệ binh của Glade vào thứ 6 hàng tuần trên Animal Planet.